chơi. Ngày hôm nay thì các bạn theo dõi livestream của chúng ta thì có một ứng dụng hoàn toàn mới của livestream kết hợp với Facebook. Đây là ứng dụng độc quyền đầu tiên trên thế giới luôn, và hashtag nút vàng nữa. Thì cái nút vàng xuất hiện liên tục trên cái livestream của mình. Vì vậy hãy hashtag thật là nhiều Hồ Quang Hiếu và hashtag thật nhiều nút vàng các bạn nhé. Đầu với 27 lượt bình chọn. Rồi tiếng mạnh mẽ cũng theo sau, cũng gần lắm thưa quý vị. Và tiếng 9 lượt. Vậy anh em ơi, sao bộ dễ xử chúng tôi như vậy. Giá bán chính thức của Samsung Galaxy Note 9 phiên bản 128GB rồi đúng không anh Nghĩa với lại anh Tú? Chính thức đó là phiên bản 128GB của chúng ta là 22.990.000 đồng. Như vậy là bạn nào mà chúng ta comment là hashtag là Note 9, mua Note 9 đến Apple Shop và 22.990 là người đã comment đúng. Wow, chỉ có 4 bạn thôi, cho nên là cái xác suất rất là cao đúng không ạ? Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Wow, như vậy là vị khán giả thứ hai đã trúng chuyến mua hàng trị giá 5 triệu đồng, đó là bạn Phan Trường.